thu nhập bao nhiêu, không biết. Ngày mai các anh chị sẽ có bao nhiêu khách hàng, đa số không biết. Và nếu anh hỏi một người chủ tiệm nail là tháng này các anh chị sẽ thu nhập được bao nhiêu, cũng không biết. Tháng này các anh chị sẽ có bao nhiêu người khách, cũng không biết. Và câu hỏi mà gọi là anh thấy anh ngạc nhiên nhất là anh hỏi chứ là mỗi một người khách bước vào tiệm của mình, các anh chị có thể thu được bao nhiêu tiền, cũng không biết. Và tính tiền xong mới biết. Tức là cái gì mà chúng ta chờ tới xong mới biết, đúng không? Khách trả tiền mới biết là người ta trả bao nhiêu tiền. Cuối tháng cộng lại mình mới biết là mình có bao nhiêu doanh thu. Nhưng mà kinh doanh á, luôn luôn người ta tính trước. Tại sao những cái công ty của Mỹ nó luôn luôn biết là tháng tới bao nhiêu, tháng sau bao nhiêu, nó biết trước hết. Nó biết là một người vô người ta sẵn sàng trả bao nhiêu tiền. Nhưng mà mình không biết, tại vì mình không để ý. Nhưng mà từ ngày hôm nay trở đi anh muốn cái gì để ý hơn. Tại vì trong túi người ta bỏ bao nhiêu tiền mình không biết. Nhưng mà các anh chị ít ra phải biết rằng người khách này sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tiền. Và đây là thống kê của Phúc Thuận thu nhập ngành thẩm mỹ nói chung, cái gì nhá, ngành làm đẹp nói chung. Và các anh chị biết là cái tiệm nail của mình không phải là một cái tiệm làm nail. Và đây là một cái sai lầm tai hại nhất cho cái ngành nail của mình cho tới ngày hôm nay. Là tại vì mình nghĩ rằng một người bước vào tiệm của mình, cái nhu cầu của họ làm nail không có các anh chị. Cái nhu cầu của họ làm gì các anh chị biết không? Nhu cầu làm đẹp. Các anh chị để ý là những ngày lễ ha, hoặc là họ có đám cưới, có phải họ vào đông hơn không? Cái nhu cầu ngày hôm đó không phải là làm nail, làm chân. Ngày hôm đó là cái nhu cầu làm đẹp. Và khi mà chúng ta ý thức được cái nhu cầu lớn nhất của một người khách bước vào tiệm của mình là làm đẹp đó, thì mình sẽ hoàn toàn làm khác biệt. Nhưng mà anh muốn chia sẻ cho các chị vài con số để chúng ta thấy này. Là bây giờ đó, anh nói rằng là tiệm nail của mình đa số 100% thu nhập tới từ dịch vụ. Nhưng mà người ta nói dịch vụ tức là manicure, pedicure, wax vân vân đó ha, facial. Nhưng mà đây là thống kê này. Một cái tiệm nail mà làm thực sự đó, các chị có bao giờ đi vào tiệm nail hay tiệm tóc của Mỹ không? Người ta trưng cái gì các chị? Trưng rất là nhiều sản phẩm đúng không? Trong đó người ta có cắt tóc cho mình thật, có gội đầu cho mình thật. Nhưng mà cái doanh thu của họ chỉ có 40% thôi. Tức là cái tổng doanh thu của một cái tiệm của Mỹ đó từ dịch vụ chỉ có 40% thôi. Ok. Và 60% còn lại là từ bán lẻ sản phẩm. Họ bán lẻ sản phẩm. Thành ra là hồi chiều ăn với ông này, mời Mát đi một vòng một số tiệm nail. Mát nói là chỗ này để hồ cá làm gì, trong trưng bày một đống sản phẩm. Hồ cá đâu kiếm tiền được, hồ cá tốn tiền. Nhưng mà trưng một cái tủ sản phẩm thì kiếm được tiền. Nhưng mà mình không nghĩ rằng mình bỏ hồ cá phong thủy trăm thứ một loại luôn đúng không ạ? Thành ra là chúng ta để này ha, là giữa hai cái này, tại sao mà người Mỹ người ta là bán lẻ? Là tại vì người nói nếu mà dịch vụ là làm sao phải làm đúng không? Phải làm mới có tiền, bán lẻ mới cần phải làm không? Không cần. Ok. Thành ra là họ làm nó một công thức này. Và khi các chị vào một cái tiệm tóc tiệm nail của Mỹ đó, các chị sẽ thấy rằng họ dành một cái khoảng không gian để mà trưng bày sản phẩm rất là đồ sộ. Còn mình thì sao? Thường thường cái tiệm mình là trưng bày sao các chị? Thường thường ông chủ bước vô đây, chặt chỗ này còn chỗ này, bỏ cái ghế được này, đúng không? Rồi là ra tới cửa sổ là bỏ cái gì? Bỏ tới cái bàn, ra tới cửa sổ là. Tức là cái không gian của mình á, là mình sẽ bỏ hai cái thôi. Một là cái ghế pedicure, hai là cái bàn manicure. Mình bỏ maximum ra ngoài luôn. Nhưng mà anh nói rằng á, là bây giờ một cái manicure bình thường các anh chị lấy bao nhiêu tiền? Chị lấy bao nhiêu tiền? Một cái manicure 10 đồng đúng không? Manicure chị làm bao lâu? 15 phút cái manicure đúng không? Và cái bàn manicure nó chiếm chỗ. Cái bàn đó mình có thể trưng được một cái tủ sản phẩm. Cái manicure 10 đồng, 15 đồng á, mình lấy một người chủ người ta thu bao nhiêu tiền? 4 đồng, nó là ăn chia 6-4. Nhưng mà quên rằng là 4 đồng còn lại mình phải trả như tiền rent, tiền điện, tiền bảo hiểm, tiền vật liệu đúng không? Mình không có 4 đồng đâu, may ra mình có 1 đồng. Ok. Anh mất 15 phút, trong lúc đó mình trưng bày sản phẩm mình có thể bán rất là mau. Và anh chị hiểu là tại sao mà người ta nghiên cứu rất là công phu, người ta nói là cách kiếm tiền nhiều không phải là dịch vụ, cách kiếm tiền nhiều là bán lẻ sản phẩm. Và khi người khách ở đây, các chị ở đây, ai xài lotion? Mọi người xài lotion đúng không? Đã là phụ nữ phải xài lotion, không xài lotion không phải phụ nữ đúng không? Không biết cái đó phải. Phụ nữ luôn luôn xài lotion, các chị coi cái bóp của họ luôn luôn có lotion đúng không? Lotion họ mua đâu? Họ mua ở khắp nơi, ở bất cứ nơi nào bán lotion đúng không? Và họ không mua ở đâu? Họ không mua tiền nail các anh chị. Tại sao? Không có. Bán đầu họ mua đúng không? Thành ra là cái gì đấy này, là khi mà mình ý thức được là một người khách vào tiệm của mình, cái nhu cầu họ làm đẹp mà tay họ khô thì sao? Họ cần cái gì? Họ cần lotion. Mà cái gì có không? Không có. Mà cái gì không chỉ không có, mà cái gì bôi gì lên tay họ? Toàn là hóa chất không đúng không? Mà cái điểm này là anh sẽ báo cho họ biết. Anh muốn cái gì ý thức về hai cái tỷ lệ này nhé. Tại vì khi chúng ta hiểu được cái này thì chúng ta biết rằng chúng ta có những cái sự thất thoát. Ví dụ tại sao? Bây giờ giả sử như trong một cái tiệm nail cái gì mỗi ngày cái gì có thu nhập là 1.000 đồng, thì thực chất đó, thực chất 1.000 đồng đó nó chỉ là 40% cái số tiền họ sẵn sàng trả thôi. 1.000 đồng trong tiền cái gì chỉ là 40% cái số tiền mà một người khách sẵn sàng trả cho mình.
Còn 60% kia họ sẵn sàng trả nhưng mà tại vì các anh chị không muốn lấy, thì họ đi chỗ khác. Và cái số tiền 60% đó là 1.500 đồng. Và nếu các anh chị cứ tính thì nếu một ngày mà mình thất thoát 1.500 đồng thì nhân cho 365 ngày là 547.500 đồng. Và đây là con số mà nhiều người không biết. Tại sao? Tại vì nó chưa vào túi của mình. Và mình đưa ra hàng trăm lý do nữa, khách vô đây bèo lắm, đúng không? Khách đây không sẵn sàng trả tiền đâu. Của khách nó nói với anh chị vậy, đúng không? Có nhiều người nói là khách đây nó cheap lắm, nó không có cho thích. Nó đơn giản lắm. Tại vì các anh chị tìm được những người khách đó. Bây giờ các anh chị mà cứ quảng cáo giảm giá thì các anh chị thu hút được ai? Những người khách đi tìm giá rẻ. Một người khách mà họ so đo giữa 22 đồng và 20 đồng đó, các anh chị nghĩ là họ có cho thích không? Họ đã so đo 2 đồng thì làm gì mà cho thích? Anh nói là khi mình làm càng rẻ thì sao tiền mình càng không có tip. Và mình ngạc nhiên là tại sao không cho tip? Là tại vì mình đang thu hút những người khách xài giá rẻ. Họ đã so đo từng đồng một mà. Nhưng mà những cái tiền mà lấy giá cao thường thường tip bao giờ nó cũng nhiều. Tại vì những người đó là những người sẵn sàng chi tiền mà mình không có để ý. Và mình cứ đang tại sao khách đây bèo. Khách bèo là tại vì mình thu hút những dạng khách bèo, đúng không ạ? Bây giờ một người khách vào Walmart, người ta bán một cái box 100 đồng, người ta mua, người đã mua không? Không mua. Tại vì người ta sẽ nói là cái này mắc quá. Nhưng mà ngược lại Nordstrom cái box 1.000 đồng sẽ có người mua, là tại vì cái chất lượng hoàn toàn khác biệt. Thế là khi mình hiểu được những cái chuyện này mình kinh doanh lớn được. Nhưng mà đây là một cái công thức anh muốn các chị hiểu rất rõ, là khi mình về ngày mai các chị bước vào tiệm nail anh muốn các chị khóc. Tại sao? Là tại vì các chị biết rằng là ngày hôm đó các chị sẽ thất thoát 1.500 đồng mỗi ngày. Nếu mà cái tiệm bây giờ có 1.000 đồng thì mỗi ngày các chị đang thất thoát 1.500 đồng mà mình hoàn toàn không biết. Khi người khách bước vào tiệm, người ta sẵn sàng trả thêm nhưng chị không có, họ sẽ đi chỗ khác, chắc chắn họ sẽ đi chỗ khác. Và công ty có rất là nhiều sản phẩm. Và trước khi đi vào những cái sản phẩm đó một chút đó, thì em muốn cho các chị một cái công thức này. Và nếu mà cần các chị nên viết xuống. Có bao nhiêu cách để chúng ta tăng thu nhập trong tiệm nail? Anh chị nghĩ rằng có bao nhiêu cách? Và ví dụ như trong cái tiệm nail các anh chị ấy, muốn tăng cái thu nhập 100%, tức là tăng gấp đôi đó, có bao nhiêu cách chúng ta làm chuyện đó? Và có bao nhiêu người có thể làm chuyện đó? Và ngày hôm nay đưa các anh chị một công thức rất là đơn giản chúng ta làm chuyện này. Trong tiệm nail của mình chỉ có 3 cách để tăng thu nhập thôi. Cái gì quảng cáo có phải là cách tăng thu nhập không? Như số quảng cáo thì mình đầu tiên mình phải làm gì? Mình phải trả tiền. Mà khi quảng cáo mình bỏ gì trong đó? Coupon, đúng không? Vậy thì khi quảng cáo chị đã bỏ tiền và khi khách tới mình là đưa coupon thì mình tăng hay là giảm? Mình sẽ giảm, đúng không? Thế nên là có 3 cách để mình tăng thu nhập. Cái thứ nhất đó, là mình dĩ nhiên là tăng cái số lượng khách hàng. Thế là khi chị quảng cáo có thể chị tăng cái số lượng khách hàng. Nhưng mà thường thường thu nhập nó không có tăng tại vì mình đã bỏ tiền quảng cáo quá nhiều, mình cho người ta quá nhiều discount. Và những người đi tìm coupon thì sao? Bây giờ tìm chị cho coupon nó làm xong rồi thì nó sẽ tìm tới cái tiệm chị này có coupon đi, đúng không? Và nó đi hết một vòng xong rồi nó bye bye chị, đúng không? Anh mình nói ủa tại sao mình quảng cáo mà tiền không tăng? Tại vì nó tới lần nó đi mất tiêu, đúng không nào? Anh ơi, phải có 3 cách. Cách thứ nhất là mình tăng cái số lượng khách hàng. Cách thứ hai là mình tăng cái số lần khách tới tiệm của mình. Và cách thứ ba là mình tăng cái số tiền một người khách trung bình họ chi ra trong tiệm của mình. Và anh cho cái gì một ví dụ. Ví dụ bây giờ trong tiệm của mình đó, mỗi tháng mình có 100 khách, dĩ nhiên là các chị có cả ngàn khách, nhưng mà giả sử mỗi tháng có 100 khách. Và nếu mỗi người khách họ tới tiệm mình trung bình một tháng 2 lần, tức là 2 tuần họ tới một lần. Và trung bình một người tới đó họ sẽ xài 25 đồng. Thì 100 mà nhân cho 2 lần là nhân 25 đồng mỗi lần là 5.000 đồng, đúng không ạ? Bây giờ anh nói rằng có 3 cách để tăng thu nhập, đúng không? Tăng số lượng khách hàng, tăng số lần khách đến và tăng số tiền khách tiêu. Thì nếu bây giờ mình tăng mỗi cột này 15%, thì bây giờ thay vì mình có 100 khách mình sẽ có 115 khách. Và hồi xưa họ tới 2 lần thì bây giờ họ tới 2.3 lần. Và hồi xưa họ xài có 25 đồng, bây giờ họ xài 28 đồng 75 xu. Chúng ta nhân 3 cột là chúng ta sẽ có 7.605 đồng. Tức là chúng ta tăng bao nhiêu cái gì? 50%, đúng không? Bây giờ anh sẽ chỉ cho các anh chị làm sao mình có thể tăng 100%. Ở đây các anh chị là hứng thú tăng thu nhập 100%. Ok, tăng 100% ha. Thì bây giờ thay vì mình có 100 khách hàng mình sẽ có 125 khách hàng, tức là mình sẽ tăng mỗi cột 25%. Và thay vì họ tới có 2 lần, bây giờ họ tới 2.5 lần. Và bây giờ hồi xưa họ xài 25 đồng, bây giờ họ sẽ xài 31 đồng 25 xu. Thì các anh chị nhân 125 nhân cho 2.5 nhân cho 31.25 là 9.766 đồng, tức là 100%. Tăng 100%, đúng không? Thì bây giờ cái số lượng khách này đâu ra? Nếu mà trong cái tiệm của các anh chị đó, các anh chị đem những cái sản phẩm khác biệt vào tiệm, những tiệm khác không làm, thì mình có cái sự khác biệt để sao mình sẽ thu hút được những người khách mới. Đặc biệt là khi các chị đem những cái dòng sản phẩm này vào đó, mình có thể nói với khách này là những cái sản phẩm tôi nó nhỏ với bạn, hồi xưa thì hóa chất nhiều quá, bây giờ những sản phẩm này không có hóa chất an toàn, cái tiệm bên kia hóa chất không,
đúng không? Bây giờ bà về bà kêu bạn bè qua đây đi, đúng không? Tức là một cái hình thức mà tạo cái sự khác biệt thì mình thu được những người khách mới. Và hồi xưa có nhiều tiệm không có làm facial tại phức tạp quá, đúng không? Bây giờ các chị làm những facial thì hồi xưa họ chỉ tới làm manicure hay pedicure, bây giờ họ tới trung bình họ làm thêm cái facial, tức là họ sẽ tới nhiều lần hơn. Hồi xưa họ làm cái pedicure xong họ về. Bây giờ trước khi về anh chị hỏi cho tôi thấy tay bà khô quá, tôi có cái chai lotion bà có muốn thử không? Bà mua thì sao? Thì hồi xưa bà xài có 25 đồng bà về rồi. Bây giờ bà sẽ mua chai lotion chẳng hạn, thì bây giờ có phải là người ta xài 31 đồng 5 cent không? Và ví dụ các chị đi cắt tóc. Cắt tóc khi người ta cắt tóc người ta hỏi gì? Gel không? Có xài gel không? Có mua gel không? Nhưng mà thường thường mấy ông cắt tóc cho hỏi gì? Anh mất size gội đầu không, đúng không? Gội đầu mất mấy đồng? Tùy. Tùy đúng không? Nhưng mà rõ ràng nhiều khi cắt tóc có 13 đồng hỏi gội đầu này về ra bao nhiêu? 25 đồng. Đúng không? Tức là một cái hình thức để mà họ chỉ hỏi một câu hỏi thôi. Cái người nào là người chọn lựa có xài không? Khách hàng, cái trách nhiệm của họ là gì? Hỏi. Đúng không? Nhưng mà trong tiệm nào mình cắm cuối cắm cổ làm xong rồi khách đi lúc nào không biết luôn. Đúng không? Tức là mình cứ cắm đầu cắm cổ làm xong rồi khách đứng lên đi là mới biết. Nhưng mà tại sao mình không hỏi? Tôi thấy chân bà hình như hơi nứt. Tôi có cái sản phẩm này bà nên trải xài thử. Tôi thấy chân bà hơi khô, tôi thấy gân bà hơi nổi. Tôi thấy da bà hơi nhăn. Vân vân và vân vân. Tôi có những cái sản phẩm này các chị nên thử. Và đó là một cái hình thức mình có thể tăng cái số tiền khách tiêu. Và đây là một cái bài toán rất là đơn giản mà nhiều khi mình không áp dụng. Và mình cứ tìm cách tăng 100% bằng cách quảng cáo, và càng quảng cáo càng xuống. Và đây là một cái hình thức cái gì? Thành ra là các chị cần phải đem những cái sản phẩm này vào. Thì cái giải pháp rõ ràng đó là thứ nhất là chúng ta thay đổi cái sản phẩm để tạo cái sự khác biệt. Thứ hai là chúng ta trưng bày những cái sản phẩm để bán lẻ trong tiệm. Và khi mình nói trưng bày thì công ty có gần 300 sản phẩm là không phải ít. Và tụi anh có làm những cái tài liệu ha. Trong những cái tài liệu nó bỏ rất là rõ ràng. Và những cái sản phẩm mình có thể bán lẻ trong tiệm của mình. Thành ra là mình không cần phải biết tiếng Anh, mình chỉ đưa khách người ta đọc thôi. Người ta có nhu cầu và người ta thấy mình trưng bày sản phẩm đây vậy thì người ta sẽ hỏi và người ta mua, ok? Mà đây là những cái điểm nail, họ trưng bày những cái sản phẩm cái gì này. Và đây là một cái điểm mấu chốt cái gì nha. Cái điểm mấu chốt là ngay mắt, mắt là một người về marketing. Ai cũng là chuyên gia về marketing. Anh thấy có một vài tiệm nail khi họ mua và họ bỏ vài ba chai ở trưng vậy này. Anh nói ủa hàng mẫu hả? Cái gì nào có đi chợ mà vào cái chợ người ta bán trái cây cam không? Cam người ta để bao nhiêu trong đó cái gì? Có chợ nào nó trưng cho mình trái cam nó kêu tôi đi bán cam không? Đâu có đâu đúng không? Nó trưng cho mình một thùng to là to. Để chi mình biết nó có cam đúng không? Chứ bây giờ cứ tưởng tượng vô chợ nó xin lỗi chợ tôi hơi chật hẹp đây có trái cam có trái táo này mình có mua không? Mình nói chắc cái đồ này không ai mua, nó chừng có trái làm mẫu đúng không? Nhưng mà tiệm nail không phải có nhiều người là giấu ở dưới này đây, khách không ai mua hết trơn này. Ủa hàng chừng đâu ở dưới này này đúng không? Không tại sao mà không mua giờ em cứ để đó không ai hỏi hết trơn, trơn không ai hỏi đúng không? Thành ra là đây là những cái điểm mà trưng bày một cách rất là chuyên nghiệp và đầy đủ. Và nếu các chị thực sự mà nghiêm túc làm á, các chị nên suy nghĩ tới cái vấn đề này. Cái chừng có một vài cái không ai hiểu, người ta cứ tưởng là hàng dư. Đúng không? Hoặc là thậm chí anh có từng thấy những tiệm nail chưng hàng đến nỗi bụi luôn. À, và anh thấy có nhiều tiệm nail ví dụ chưng sơn hay để bán á, vô thấy bụi không ạ? À? Anh ấy có khùng nó mới mua. Đúng không ạ? Anh nói là khi mình đã làm cái gì đấy và họ làm một cách rất là chuyên nghiệp. Cái điều quan trọng của công ty này là hàng cái gì mua một năm đó mà tiêu thụ không hết, công ty nó cho trả lại. Nó lấy mình 10% tiền restocking fee. Không có gì để mất, ok? Mình làm thì mình làm cách nghiêm túc ha. Và dĩ nhiên anh nói là phương tiện hỗ trợ, giống như các chị thấy những cái poster ha, poster mình trưng khắp nơi và những cái menu trong này có làm sẵn sàng hết cho khách của mình. Và giống như tiệm của anh Hòa với chị Hoa là họ bỏ mỗi ghế họ sẽ bỏ một cái menu này, ok? Và chúng ta có thể dùng những cái tài liệu này để cho khách đơn giản cho mình, đúng không ạ? Hay nghĩa là bây giờ bắt đầu rất đơn giản. Bắt đầu thì các chị hãy liên lạc với người nào đã mời mình tới đây. Một rất là nghiêm túc nha, các chị hãy mời liên lạc với người nào mời mình thôi nhá. Chứ không phải tới đây gặp người bạn của mình xong rồi chạy lung tung ha. Nó làm hư cái hệ thống. Các chị hãy liên lạc với người nào đã giới thiệu cho mình và hãy đăng ký lấy một cái mã số. Tại vì cách mà các chị có thể đặt hàng là các chị phải có một cái mã số hoàn toàn miễn phí. Và các chị có thể đặt hàng online, họ sẽ gửi hàng về nhà cho mình. Và các chị có thể mua một bộ sản phẩm trải nghiệm và áp dụng cái sản phẩm này vào dịch vụ và bán lẻ. Tại vì có nhiều tiệm nail anh biết rằng các chị đã đang có những cái dịch vụ xài trong tiệm rồi và mình không có thể nào thay đổi một cách hoàn toàn được. Thứ nhất đó là bước đầu anh muốn các chị trải nghiệm cái sản phẩm này trước, áp dụng vào trong tiệm của mình để có những cái sự thay đổi hay không. Và dĩ nhiên là khi các chị mua sản phẩm về đó thì sẽ có những người bạn của mình họ sẽ tới họ hướng dẫn cho mình cái cách làm ha. Và bây giờ đó công ty có một cái chương trình khuyến mãi. Hiện tại bây giờ nó có 3 gói ha. Cái gói này là cái gói gọi cái package của facial. Hồi nãy các chị đã thấy cái facial. Cái package thứ hai là những cái sản phẩm làm facial, mặt nạ ha. Và cái thứ ba là cái package để làm manicure và pedicure.
Thì ba cái bộ sản phẩm này giá giống nhau, 375 đồng shipping và tax cho khoảng 400 đồng. Một cái bộ mà pedicure này các chị có thể làm được 200 cái pedicure. Ok, 200 cái pedicure. Và những cái facial cũng vậy. Các chị không có lỗ, các chị bán ra các chị không có lỗ ha. Và hiện tại bây giờ promotion đó, nếu các chị mua một cái và các chị giới thiệu cho ba người đó có thể là nhân viên trong tiệm, có thể là ba tiệm nail khác, mỗi người mua một bộ đó thì công ty sẽ trả, thứ nhất là công ty sẽ thưởng cho mình 150 đồng. Anh chị giới thiệu cho một người thì công ty sẽ trả cho mình 150 đồng. Đồng thời đó, nếu mà các chị giới thiệu cho ba người thì các chị sẽ nhận được một trong ba bộ này free. Hay là bây giờ các chị cứ tưởng tượng mình mua một bộ này rồi mình giới thiệu cho ba người khác, hoặc là ngay cả trong tiệm của mình đăng ký dùng người tờ chẳng hạn đi, mình mua ba bộ khác thì mình sẽ được nhận một bộ này free. Ok, đó là cái cách. Anh là đơn giản, tụi anh chưa có đòi hỏi các chị sẽ làm thật nhiều, nhưng mà các chị hãy trải nghiệm trước. Có trải nghiệm trước mà bây giờ Atlanta chúng ta đang áp dụng cái này và rất là thành công, nhiều tiệm nó thành công. Như tiệm anh Hòa và chị Hoa ở đây đã làm hoàn toàn dùng những cái sản phẩm này trong tiệm và khách rất là thích. Thì đó là cái bước bắt đầu. Nhưng mà trong tiệm nail thì các chị biết như vậy này, và anh thật sự đó, anh nói rằng các chị là người đầu tiên, là người cuối cùng, tùy mình thôi. Tại vì theo anh biết là ba năm ở hiện tại bây giờ trong tiệm các chị có ai đang xài Gelless hay là gì đó ta? Gel Polish, tiệm nào đang xài? Tiệm nào xài không? 3 năm trước anh chị cũng biết là khi người ta giới thiệu thì không chịu xài không? Đúng không ạ? Tại sao vậy? Chê mắc chê rẻ, bây giờ tiệm nào cũng xài hết. Tiệm nào cũng xài hết. Thì nên là cái này cũng vậy. Các anh chị biết được cái nhu cầu khách mình đang cần cái gì rồi, và mình biết là mình đang cần cái sự thay đổi gì rồi, tại sao mình không áp dụng? Và những cái sản phẩm các anh chị đã trải nghiệm rồi thì tại sao mình không có làm? Ok? Thì nên là mình là mỗi người đầu tiên hay là người sau cùng là tùy mình thôi. Mình muốn một người khách. Dạ, cái đó xả nước chứ không phải là có gì đâu. Một người khách người ta vào thì người ta muốn được trải nghiệm cái sản phẩm mới, hay là các anh chị muốn một người khách bước vào nói ở bên kia đang làm rồi, tại sao tiệm này chưa làm? Làm mình hơi quê chút, đúng không ạ? Mình hãy là người đi đầu, hay là sau cùng đó là cái chọn lựa của mình. Anh nói là cái gì nói chuyện với người nào mà đã giới thiệu cho mình, họ sẽ hướng dẫn cho các anh chị bắt đầu. Các anh chị order sản phẩm họ sẽ tới, họ sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách làm. Ok, và tụi anh có những cái video, những cái tài liệu các anh chị có thể áp dụng, và hình như là menu với lại poster có bán ở đâu đó đúng không? Ok, và bây giờ anh muốn 3 phút để anh giải thích cho các chị thêm cái này là tại sao mà tụi anh làm cái này, và tại sao các anh chị có cái cơ hội rất là lớn, và cái số tiền lớn nhất không phải là tới từ những cái dịch vụ mình làm không, mà có số tiền lớn hơn nữa là cái hình thức cái công ty này nó hay lắm. Hàng công ty này các anh chị chỉ có mua được online thôi, không có ra cửa hàng nào mua được hết. Ok, và tại vì công ty không có mướn mặt bằng để bán hàng, không có mướn nhân viên bán hàng, và hoàn toàn không quảng cáo hết, chỉ có truyền miệng thôi, thì người ta lấy cái khoản tiền đó người ta trả cho các anh chị nếu mà các anh chị giới thiệu cho người khác. Đó là lý do tại sao tụi anh nói là kinh doanh dùng hệ thống. Thì bây giờ anh dùng những con số này, 3 phút anh nói chuyện xong thôi. Bây giờ giả sử trong cái tiệm của mình có 50 người khách, và nếu mình có 50 người khách á, thì giả sử có 25 người sẽ xài cái basic pedicure thôi, rồi có 10 người sẽ xài deluxe pedicure ha, là 235 người, rồi 15 người còn lại sẽ xài manicure, đúng không? Thì bây giờ nếu mà làm vậy và có 5 người trong đó họ sẽ xài cái mặt nạ là cái facial, thì mỗi lần mà người ta xài cái pedicure đó thì cái tiền sản phẩm đó, những cái sản phẩm là mình quy ra điểm ha, là khoảng 1.5 điểm, tức là tương đương khoảng 1.5 đồng. Mình dùng số điểm là tại sao, một lần giải thích tại sao. Thì một lần như vậy là khoảng 1.5 điểm, thì 25 người ấy, tức là 37.5 điểm sản phẩm. Nếu mà họ xài cái deluxe ấy, thì 2 điểm mỗi cái service thì 20 người, tức là 20 điểm. Và mỗi lần họ xài manicure thì 1 điểm, tức là 15 điểm, và một lần xài facial 2 điểm thì 5 người là 10 điểm. Và mỗi ngày, bây giờ cái tiệm mình có 50 người khách, thì mỗi 10 người vào tiệm của mình ấy, anh chỉ cần các chị bán cho anh một chai Soul Solution, là cái chai lâu đó, cái chai nó trị nước ngắt chân. Cứ 10 người vào mình chỉ cần bán cho một người, tức là 50 người thì mình sẽ bán cho 5 người. Mỗi người một chai một Soul Solution. Một chai Soul Solution là 15 điểm thì nhân cho 5 là 75 điểm. Và cứ 10 người vào mình bán một chai mà ring mất, tức là cái chai đắp mặt nạ xanh hồi nãy đó, cứ 10 người vào mình hỏi một người mua thôi. Thì 50 người, tức là có 5 người mua, một chai là 17 điểm, tức là 85 điểm. Cái chai Liquid Body Lufra, cái chai mà nó có đẩy da chết hồi nãy đó, cứ 10 người có 1 người mua một chai đó, thì 50 người sẽ có 5 người mua, mỗi chai là 9 điểm, tổng ra là 45 đồng. Những cái sản phẩm này một chai mình bán năm mình sẽ lời 10 đồng, nhưng mà anh không tính cái tiền lời, anh chỉ tính điểm ngày hôm nay thôi. Thì nếu mà cái gì cộng lại những số điểm đó, thì mỗi ngày mình sẽ tiêu thụ là 287 điểm nhân cho 30, tức là khoảng 8.625 điểm sản phẩm mỗi tháng. Và tại sao cái điểm nó quan trọng này? Là tại vì hiện tại bây giờ công ty có một cái chương trình trả thưởng rất là hay. Anh không có đòi hỏi các anh chị cần làm 8.500 điểm. Các anh chị có đồng ý rằng là nghe cả cái bài toán này các anh chị làm dễ không? Cái này không phải là bài toán quá khó đúng không? Anh không có đòi hỏi các anh chị phải bán cho 50 người, chỉ có 5 người trên 50 người thôi. Anh không đòi hỏi các anh chị phải làm quá nhiều, các anh chị làm basic thôi. Nhưng mà các anh chị nêu mục tiêu làm cái này,
Nhưng mà hiện tại bây giờ tụi anh không cần các chị làm 8.000 điểm. Nếu mà mỗi tiệm nail các chị đó, các chị làm được 3.000 điểm thôi, 3.000 điểm sản phẩm, tức là mình vừa làm dịch vụ vừa bán lẻ đó, thì công ty sẽ trích ra trả cho mình 15% cái tổng số điểm đó, mình sẽ là 450 đồng tiền nail. Ok. Và nếu các chị giới thiệu cho 5 tiệm nail khác, và mỗi tiệm nail họ cũng làm gì, họ cũng mua sản phẩm giống như mình, giá giống như mình thôi, và nó hoàn toàn free, sign up free. Thì khi họ mua sản phẩm từ công ty đó và họ áp dụng trong tiệm của họ, mỗi tiệm nail đó họ tiêu thụ được 3.000 điểm, thì 5 tiệm là 25.000 điểm, công ty sẽ trả cho cái gì 5%, anh chị sẽ làm được 750 đồng. Nếu 5 tiệm nail này họ áp dụng đúng và họ làm đúng theo hệ thống và họ làm được 3.000 điểm thì họ có thể giới thiệu những người khác. Và 5 tiệm nail này mỗi người giới thiệu 5 tiệm là 25 tiệm nail khác, mỗi tiệm tiêu thụ 3.000 điểm là 75.000 điểm, công ty sẽ trả cho mình 5%, thì mình sẽ kiếm được 3.750 đồng. Và 25 tiệm nail này mỗi người giới thiệu 5 tiệm nail khác và 125 tiệm, mỗi tiệm nail áp dụng và tiêu thụ 3.000 điểm mỗi tháng, đó là 375.000, công ty sẽ trả cho các anh 5%, thì các anh sẽ làm được 18.750 đồng. Và sau 3 lần giới thiệu như vậy, các anh chị sẽ làm được mỗi tháng 23.700 đồng. Và bây giờ những tiệm nail này khi họ áp dụng đó, họ áp dụng sản phẩm hết thì họ làm gì các anh chị? Họ tiếp tục họ mua sản phẩm, đúng không ạ? Và tất cả mọi người chúng ta sẽ mua sản phẩm với giá giống nhau, thành ra là mình khỏi cần phải cạnh tranh về giá cả, đúng không? Và tháng sau họ hết thì họ sẽ tiếp tục họ tiêu thụ sản phẩm, và tháng sau nếu họ tiêu thụ như vậy nữa thì sao? Mình lại kiếm được số tiền này. Một cái tháng sau họ làm nữa thì sao? Mình lại kiếm được số tiền này. Một cái lý do mà tại sao tiệm nail nó rất là tiềm năng rất là lớn đó, là tại vì mỗi tiệm nail không phải là họ chỉ tiêu thụ được tiền này các chị. Anh hiện tại anh biết bây giờ có những tiệm nail họ tiêu thụ trên 10.000 điểm một tháng khi họ áp dụng những cái sản phẩm này. Nhưng mà đây là cái bước thứ hai, hay là cái bước thứ nhất đó, là anh chỉ có đòi hỏi các chị đó là đem những cái sản phẩm áp dụng trong tiệm của mình đi, để các chị thấy rằng là sản phẩm có kết quả, khách hàng hài lòng, rồi mình mới đi những cái bước kế tiếp được. Và hiện tại bây giờ công ty có những cái mức trả thưởng rất là cao, có những người tham gia kiếm vài 300 đồng tiền thuê hồng mỗi tháng, có những người kiếm 5-6 ngàn đồng, có những người kiếm cả chục ngàn đồng. Và hiện tại bây giờ người Việt mình có những người kiếm trên 50.000 đồng mỗi tháng từ cái hình thức làm theo hệ thống đó. Thì các chị là muốn biết cái hình thức làm việc này đó, tại vì trong phòng này đây là vị trí gọi là Blue Diamond này, và trên này nó có một vị trí gọi là Team Lead. Thì Team Lead hồi nãy anh Ben là một Team Lead ha. Và Blue Diamond chúng ta có anh Thắng Đẳng tới từ Portland, Oregon. Anh Thắng đứng lên nha. Anh Thắng Đẳng đó là cũng là một Blue Diamond. Rồi vợ chồng Katrina và Từ, đây cô này đây, và anh Từ đâu, tiền hóa xanh kia cũng là Blue Diamond. Rồi dưới Blue Diamond đó, chúng ta có Diamond thu nhập cũng khoảng 10.000 đồng một tháng. Chúng ta có Jennifer và Amy, đâu ta? Jennifer và Amy kia. Và như là chúng ta có vợ chồng của anh Kevin và ôi các bên mà Blue Diamond Linh Cao bên kia rồi, chị thấp quá không thấy. Chị Linh Cao cũng là Blue Diamond. Mà anh Kevin và chị Tài An đằng sau kia là hiện tại là Diamond Executive. Chúng ta còn Diamond nào nữa ta? Linh Cao đâu rồi ta? Linh Cao đằng kia Diamond Executive, ok. Và như là còn rất là nhiều người khác ở trong này. Nhưng mà các chị muốn biết làm sao để mình làm được những cái này đó, thì các chị ngày mai, hôm nay không đủ giờ, ngày mai đó, ngày mai các anh chị tới thì tụi anh sẽ có một cái buổi hướng dẫn riêng cho những người nào muốn phát triển kinh doanh làm kiểu đó ha, và làm sao các anh chị có thể trở thành Blue Diamond, ok. Nhưng mà bây giờ mỗi mục tiêu của tụi anh là mỗi tiệm nail họ có thể trở thành một executive và chúng ta phát triển được ở khắp nơi. Và đây là một cái cơ hội lớn, giống như hồi nãy Mark nói là công ty có thị trường, có khách hàng, cái gì đó có sẵn rồi, bây giờ các anh chị chỉ áp dụng thôi. Mà hiện tại bây giờ tụi anh vợ chồng anh đã về Atlanta và có nhiều leader đang tập trung ở Atlanta để tụi anh giúp các anh chị. Mỗi thứ ba có một cái buổi hướng dẫn như vậy, các anh chị mời những người bạn của mình tới, không có mời họ tham gia gì hết, hãy mời họ tới tìm hiểu thôi. Nếu họ cảm thấy tốt họ sẽ áp dụng, không tốt không sao hết. Và nếu mà họ muốn kinh doanh lớn thì ngày mai mỗi thứ tư tụi anh có một cái buổi chia sẻ và hướng dẫn làm sao mình có thể kinh doanh hệ thống, và mỗi tuần tụi anh làm đều đặn như vậy, nên là tụi anh sẽ hỗ trợ cho các anh chị làm một thị trường này. Và từ đây các anh chị có thể giới thiệu khắp nơi, tức là những cái tiệm nail các anh chị giới thiệu đó không nhất thiết phải nằm ở đây, có thể nằm bất cứ nơi nào trên nước Mỹ và trên Canada và thậm chí là trên cả thế giới. Ok, thành là một lần nữa cảm ơn các chị đã tới đây, cảm ơn vợ chồng anh Hòa và chị Hoa. Và các chị hãy liên lạc với người nào đã giới thiệu cho mình và họ sẽ hướng dẫn cho các chị từng bước một. Và khi các chị làm đó, tụi anh đòi hỏi các chị nên commit làm 6 tháng với tụi anh để tụi anh giúp cho các chị. Nếu mà không có kết quả, tụi anh sẽ lấy hàng lại cho các chị ha. Ok, rồi cảm ơn các chị rất là nhiều và chúc các chị thành công.